Xin chào mọi người nhé. Hôm nay giờ mình sẽ tiếp tục giới thiệu cái máy 188 có đề, có chuyển hướng, và đây là cái bộ bộ lên luống của nó mọi người nhé. Đây là cái bộ lên luống, hình như lắp này ngược, không đúng. Đấy, đây mình sẽ lắp bộ lên luống để lên luống cho mọi người xem nhé. Đây, nãy mình phay này, phay đất rất là đẹp mọi người nhé. Phẳng này, tơi này, tơi mịn luôn. Đấy, giờ mình lên luống này. Mình lên luống hẹp, hiểu không? Thế mình lắc lùi ra ngoài nó sẽ lên luống rộng. Đây là đang lên luống hẹp. Đây mọi người này. Đây là luống hẹp luôn nhá. Muốn nâng sâu là nâng nâng hạ cái thanh chống này mọi người nhá. Nâng hạ thanh chống là để làm nâng sâu này. Đấy, cái đi một đường hẹp, một đường rộng. Đấy, lên luống hẹp nhá. Tí mình sẽ làm cái chức năng lên luống rộng cho mọi người xem. Lái rất là nhàn luôn, đi thẳng tắp luôn. Đây mọi người này, thẳng tắp luôn. Rồi, được không chú Tuyên? Tốt không? Phay tơi mịn luôn nhở? Đấy, thích đi rộng hẹp như nào do mình chỉnh. Đấy, rất là nhàn. Tí chuyển sang cái luống rộng đi nhé mọi người nhé. Chú Đô cho cái đánh giá nào chú Đô ơi. Được không? Ok, ra cái cầu số đi. Bây giờ mình cho rộng cái đường luống này ra nhé. Cho rộng đường luống này ra để nó rộng ra nhé. Đây là làm luống rộng này. Đấy, có hai lỗ chốt. Và bây giờ có thể quay ngược lại. Đây là cái đất này, bên này chưa phay nhá. Vẫn lên luống bình thường. Đấy. Đi cái bên phay kia kìa. Cái này thoải mái trồng mía rồi nè. Mình để cái luống nó rộng ra mọi người nhé. Đi thẳng tắp luôn. Đấy, mọi người không thích thì bỏ cái cầu sau ra nhá. Hoạt động như con máy phay bình thường. Con này mà phay ruộng hoặc làm ruộng thì thôi rồi luôn. Nhưng mà ý là lắp cái phay cầu sau này ấy, mọi người có thể lắp cái bừa cái lồng vào đằng sau luôn. Hôm nào mình sẽ làm một cái chức năng vừa phay lắp phay đằng trước, lắp lồng đằng sau để phay ruộng.
có chuyển hướng làm rất là nhẹ nhé. Đó. Rất là nhàn luôn. Đây là chức năng lên luống. Ok, giờ mình sẽ lắp phay để phay nó phẳng cái đất này ra để trả lại cái mặt cho bà con nhé. Mọi người không muốn phay nữa, không dùng chức năng sau, mọi người sẽ phải chống nó lên nhé, chống bằng cái bánh tì này. Rất là đẹp đấy. Đây là chức năng lên luống. Ok, giờ mình sẽ lắp phay để phay nó phẳng cái đất này ra để trả lại cái mặt cho bà con nhé. Mọi người không muốn phay nữa, không dùng chức năng sau, mọi người sẽ phải chống nó lên nhé, chống bằng cái bánh tì này. Rất là đẹp đấy. Rất là nhàn luôn. Đây là chức năng lên luống. Ok, giờ mình sẽ lắp phay để phay nó phẳng cái đất này ra để trả lại cái mặt cho bà con nhé. Mọi người không muốn phay nữa, không dùng chức năng sau, mọi người sẽ phải chống nó lên nhé, chống bằng cái bánh tì này. Rất là đẹp đấy, sang cái đất chưa phay. Con này công suất rất là lớn. Có chứ, từ từ. Lắp cái phay vào đi, phay trả họ phát. Lắp cái phay vào đi, tốc độ nhanh, phay lại, trả lại họ. Cái phay kia kìa. Đây, mọi người có thể thay bộ lồng này vào nhé. Lồng 6 nan, lồng kép thay vào cái bánh đằng sau này. Để phay vào bánh đằng sau này để ấy nhé mọi người nhé. Lắp vào đằng sau để, tức là đằng trước lắp cái bộ phay, đằng sau lắp bộ bánh lồng, đi làm ruộng đi một lượt thôi là được luôn. Đó, giờ mình sẽ lắp phay vào để đi phay lại cái những cái chỗ lên luống này cho họ nhé, để đỡ mất mô. Lắp lồng à? Lồng được. Cái này có thể nâng lên này. Đấy, nâng cao lên được này. Cái này nó phải thêm một cái lồng đen vào đấy nữa.
đấy đấy đấy, bắt lỗ ngoài này. Đấy, mình test thử cái bộ lồng luôn. Cái bánh phay sau này nó sẽ ngược với bánh trước ấy, mọi người nhé, nên là